Mình thấy mọi người ăn vui á, khen ngon được cái tự nhiên mình cảm giác mình cũng thấy thích lắm. Dạ. Thì qua Tết là cô chú là tính mở lại ngày bao nhiêu? Thì hôm cũng là, nào cũng là nhân viên đi hay đi đúng làm rồi đúng rồi nhân viên đi làm là mình bán rồi. Dạ. Nên là cái này là cô tự nói chung là tôi nghĩ thôi. Sáng tạo ra cô nấu thôi. Ừ. Thế là cô cứ nấu, bây giờ đến giờ phục vụ khách rồi cô cũng vẫn cứ chế biến nấu tới ha? Tới 1 giờ luôn á. À, nấu tới 1 giờ ừ, luôn. Đúng rồi. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Rồi, mến chào tất cả quý các bạn ha. Thì hôm nay bây giờ là 10 giờ trưa, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở quán chay trong hẻm 47 đường Võ Văn Tần các bạn ha. Hôm nay mình đi qua đây để chia sẻ một số hình ảnh cô chú chuẩn bị món chay. Hôm nay là ngày chay ha. Đó, thì hôm nay cô chú nấu hơn 50 món, gần 60 món đó. Thì giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong bếp xem một số cái hình ảnh cô chế biến các món chay ở đây ha. Đấy, bây giờ thì cái tủ chay của chúng ta với những món ăn đã lên rồi này các bạn ạ. Đó. Phải nói là cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn. Rất là nhiều món luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lên phía trên ha. Ở đây thì mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 món rồi. Với lại bên này nữa này. Rồi, đặc biệt là hôm nay có cái bánh này là bánh tét. Bánh tét chay á. Đó. Rồi chúng ta sẽ cùng lên xem cô chế biến món chay ở trên ha. Đây là buffet chay 50.000 một phần các bạn. Rồi chúng ta lên trên bếp đi ha. Rồi, xin chào tất cả quý vị nhé. Hiện tại thì Kiên xin cô chủ vào bếp để quay một số hình ảnh cô chế biến để chia sẻ đến quý vị các bạn ha. Con chào cô. Cô hôm nay là sáng giờ là cô nấu khoảng bao nhiêu món rồi cô? Chắc cũng được hơn 20 món rồi đó. À, sáng giờ là hơn 20 món, con đếm là 25, 26 món rồi đấy. Vậy hả? Ừ. Hôm nay tại là... vì cứ tập trung nấu, không có tranh thủ nấu á. Dạ, hôm nay là ngày chay là cô nấu khoảng bao nhiêu món cô? Có khoảng 6 mấy 70. 6 mấy 70 món. Đúng rồi. Trời ơi. Có một mình cô thôi à? Đúng rồi, đâu cũng có mấy người phụ đó, có bà ngoại rồi có mấy em nó phụ á. Dạ, nhưng mà cái khâu nấu chính là chỉ mình cô thôi. Đúng rồi, chế biến đồ là nêm nếm đồ đó. Dạ. Là của mình. Ừ. Đây là năm bốn năm bếp rồi. Ba mẹ cô định 4 năm bếp rồi. Một lần là cô nấu khoảng 4 bếp. 4 bếp. Cô cho con hỏi là cô tên gì cô nhỉ? Cô tên Loan. Cô Loan đúng không ạ? Cô Loan. Cô Loan ơi, thế là con cũng nghe chú chia sẻ cái gọi là duyên mà nhà, cô chú là chuyển qua món chay rồi ha. Ừ. Ngày xưa là cô chú là nấu món mặn các bạn ạ. Đúng cơm rồi. Mặn. Đúng đấy. Rồi. Và bán được mấy chục năm đúng không? Đúng rồi. Đấy. Và bán sau... được mấy chục năm đó. Bán từ lúc mà chưa sanh em bé, giờ em bé lớn học đại học ra trường đi làm luôn rồi. Dạ. Sau khi mà dịch Covid đến nha các bạn, thì cô chú cũng chia sẻ là cô chú cũng mắc Covid ha, và vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó thì bắt đầu là cô chú là nghĩ qua là mình chuyển qua bán món chay cô ha. Đúng rồi. Đó. Muốn cho mọi người ăn cho có sức khỏe. Dạ. Yeah. Mọi người ăn không được nguyên ngày thì cố gắng ăn nửa ngày cũng được. Dạ. Yeah. Đó. Có nghĩa là mình tập ăn chay dần dần cô ha. Đúng rồi. Ăn chay là mình tập thói quen dần dần, nhưng mà có thấy nói chung ăn chay nó cũng rất dễ là ăn lắm. Ăn chay thấy là rất là ngon luôn đó. Đúng rồi, đừng có áp lực về ví dụ như sợ đói hay là sợ không ngon, không có đâu. Bây giờ chay là phong phú lắm. Dạ. Đa dạng nữa. Trời, thậm chí nhiều khi ăn xong không biết cái đó là chay luôn. Đúng rồi. Đó. Đó. Tại vì cô mình đã ăn ở đây một lần rồi các bạn, cô chế biến món ăn chay rất là ngon và dễ ăn lắm. Và dễ ăn lắm. Đúng rồi. Ăn chay cảm nhận như là không phải là món chay luôn đó. Đúng rồi, khi đó, là đó. Nghĩ là vậy luôn các bạn ạ. Cho đó. Nên là cứ đến ăn cho nó thoải mái, ăn cái tâm trạng mà mình
thưởng thức mình vui vẻ thì tự nhiên cái món ăn nó ngon à. Chứ còn cứ nghĩ nấu cứ ăn chay lận lát chết rồi đói lắm là này nọ là không có ổn. Cảm giác nó sẽ không ngon. Vậy là cứ mỗi ngày mà ví dụ ngày thường là cô nấu là khoảng 50 món ha. Có khoảng 50 món. 50 món còn ngày trang là cô nấu khoảng tầm 60 món hơn 60 món. 60 vậy. Ờ 60. 60 món đấy. Nói chung là nấu nhiều thiệt nhiều để cho mọi người đến là có ăn. Vậy là sáng là cô phải thức dậy lúc mấy giờ để chuẩn bị? 5 giờ. 5 giờ sáng. 5 giờ. Nhưng mà trước hôm đó là phải cỡ khoảng 10 11 giờ. À, rồi trước một ngày phải chuẩn bị đồ trước một đúng ngày. Rồi. Đó, tại vì cái khâu chuẩn bị nó lâu lắm. Nó lẳng mẳng lằng mằng. Đó như những cái món này nó rất là lâu luôn nè. Đó cho nên cái món này là món gì cô? Hủ qua dồn mời kho. À, hủ qua gừng á. Hủ qua dồn dồn nhớ kiểu hủ qua. Thấy nó nhỏ thấy không? Đó, thành thử ra là làm lâu lắm. Dạ. Nên là mình phải có những cái khâu chuẩn bị trước chứ không là đâu có làm kịp. Đúng rồi. Vậy là một ngày cứ mấy chục món vậy cô thấy là nó có vất vả hay khó khăn gì không cô? Có chứ, mệt lắm luôn á, mệt lắm. Nhưng mà nhờ mấy đứa nhỏ, mấy đứa em nó phụ á. Dạ. Rồi với lại là nói chung là mình làm mà mình cảm giác người ta ăn, người ta thấy vui trong lòng á. Dạ. Chứ tự nhiên mình cũng vui lắm. Dạ. Đó. Thích, vậy này cô chú bán là cũng... thích nấu ăn cho mọi người ăn mà. Dạ. Một tuần là cô chú có nghỉ nào không nhỉ? Nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật. À, thứ bảy chủ nhật là cô chú nghỉ nha các bạn. Nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật từ mà thứ hai đến thứ sáu. Nếu mà rơi vào cái ngày mà chay á. Dạ. Thì vẫn phải qua bán. À. Thứ bảy chủ nhật mà rơi vào ngày chay thì cô chú vẫn bán bình thường. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là cứ con thấy là thường thường quán chay lát nấu hai đứa ăn thử hay ngon không? Dạ. Con ăn ở đây rồi rất là ngon rồi. Bà xã con thì chưa có được thưởng thức. Đó. Hôm nay có bánh tét đồ đó. Dạ, hôm nay con thấy có bánh mấy tét bữa chay. Còn nấu chè đồ tùm lum hết á. Vậy là Tết là cô chú bán đến ngày bao nhiêu nhỉ? Bao giờ nhân viên nghỉ thì mình nghỉ. À, nhân viên nghỉ. Nhân phòng á, ta nhân nghỉ. Phòng. Chắc là ngày 28 cô ha. Đúng rồi. 27, 28 gì đó ha. Đó, để hỏi là mấy nhân viên văn phòng coi ta nghỉ lúc nào á. Dạ. Cái mình nghỉ lúc đó. Chứ giờ người ta nghỉ hết rồi mình bán cũng không có ai ăn. Cái món này là món nấm mà cô, nấm chiên giòn nè. Đúng rồi, nấm bào ngư. Nấm bào ngư. Mà dạng mà giả giống như giả. Đúng rồi, giả đùi gà. Đùi gà chiên, giống như gà rán vậy đó. Gà rán. Cái này giòn, ăn giòn, dai, lắm. Thơm lắm. Lúc nào là, tí nó coi mới ăn. Giờ là thôi, tí nó ăn luôn. Cô thấy là xanh em bé rồi nhìn thấy đẹp ra nha. Thích lắm, thích cô kinh của hai chồng lắm. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Cô thấy là mình từ khi mình cô chuyển cái món chay vậy là cô có còn nghĩ nói nhiều khi mình nói nhiều người không tin nha. Dạ. Nhưng mà không biết là nếu như mà người ta có tâm linh thì người ta sẽ tin. Dạ. Thực ra từ hồi bán chay tới giờ là mình bị tiểu đường 7 năm luôn rồi đó. À. Mà hôm vừa rồi á đi khám bác sĩ là xét nghiệm lại là hết hoàn toàn luôn. Trời ơi, kỳ tích không? Không kỳ tích, rất là kỳ tích đúng không? Có nghĩa là mà nè mỡ trong máu luôn nha. Gan nhiễm mỡ luôn. Dạ. Rồi viêm gan CVV luôn. Mà hết, không còn một cái gì hết. Trời bác sĩ ngạc nhiên luôn á. Trời đó thiệt. Có nghĩa là từ mà khi 7 năm rồi đó. Từ khi bán món chay giờ là được bao lâu rồi nhỉ? Được một năm. Một năm rồi các bạn. Thì sau khi dịch là mở lại là mình bán đó. Từ khi cô bán món chay là mà không rồi. Ngờ luôn á. Mà trong khi bệnh này là mình bệnh là 7 năm rồi. Dạ. Rồi lúc mấy đứa bé cứ chưa đi học luôn á. Dạ. Đi du học luôn á. Dạ. Mình có hai đứa. Dạ. Hai đứa gái. Dạ. Được đi du học toàn phần luôn. Dạ. Đó. Một đứa học bên Mỹ, đứa học bên Nhật. Ủa thế là cô từ khi bán món chay giờ cô cũng ăn chay trường luôn rồi. Đúng, không có ăn chay trường nhưng mà ăn ví dụ ăn nửa buổi á. À ăn nửa buổi. Đó. Cũng ăn. Dạ. Bây giờ lại làm cái món luộc nè. Rồi cô chia sẻ mà con rất là ngạc nhiên luôn đó. Không tại vì con mình... cũng bị gọi là gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Đó. Không, bởi vì mới nói là không ăn nguyên ngày nhưng mà cố gắng ăn nửa ngày cũng được. Dạ. Đó. Hoặc là mình ăn nhiều rau củ quả vô. Dạ. Đó, không thật sự là mình cũng cảm thấy ngạc nhiên luôn. Dạ, và con xúc luôn. Con thấy như cô cũng trẻ ra nữa. Tinh thần vui lắm. Dạ, tinh thần vui. Nói chung là mình thấy mọi người ăn vui á, khen ngon được cái tự nhiên mình cảm giác mình cũng thấy thích lắm. Dạ. Nhưng mà con thấy là cái số lượng món chay cô nấu khá là nhiều. Đấy, nên là con thấy là rất là cực. Cực lắm. Cực. Đấy.
rất là cực luôn, nhưng mà cảm giác rất là vui. Nó không có một cái gọi gì gọi là mệt mỏi, áp lực hết trơn á. Chỉ mong sao mà giờ bán sao mà đủ đóng tiền nhà được rồi. Dạ, trời ơi, dễ thương. Ồ, thế là cô thật, cô chú thật sự là... luôn không có tính lợi nhuận ở trong này luôn á. Dạ. Chỉ cần có tiền cho mấy em rồi nó phụ mình đó. Dạ, đóng tiền nhà. Đó là đóng tiền nhà là được rồi. Tại vì cái cô chủ nhà này cô cũng tốt lắm. Cô thấy mình chuyển qua bán chai cái tự nhiên cũng bớt tiền nhà rồi, xong rồi những cái tháng mà dịch đó là không lấy đồng nào luôn á. Dạ. Đó. Hay là đậu bắp luộc nè. Vậy là một ngày là ví dụ như là món luộc là khoảng bao nhiêu, món chiên, món xào như thế nào cô nhỉ? Cô có nhớ được những món gì không? Không nhớ được đâu, không nhớ được hết luôn. Bây giờ cứ nấu rồi. Cứ nấu rồi. Món nào nấu món đó thôi chứ không có nhớ được. Chứ không có nhớ được hết. Nhưng mà luộc thì trung bình là cỡ khoảng là 4 món. Đậu bắp nè, bầu, hủ qua, củ cải đỏ, bông cải. Đó vậy đó. Còn món chiên. Chiên thì nhiều lắm, chiên cho cỡ khoảng một chục mỗi món. Dạ. Thấy là cô chiên này thơm lắm mà. Ngon không? Ngon. Ngon ha. Rất là ngon. Thì mình ở nhà mình làm sao mình làm y chang vậy cho khách ăn. Thì qua Tết là cô chú là tính mở lại ngày bao nhiêu? Thì hôm đúng nào là, cũng là nhân viên đi hay đi đúng làm. Đúng rồi, đúng rồi. Nhân viên đi làm là mình bán. Mình bán. Chủ yếu là mình bán cho nhân viên. Cho nhân viên văn phòng rồi các cô chú ăn chay ha. Nhưng mà ở đây là cô chế biến, là cô theo cô chú chia sẻ là cô chế biến những món chay này nó gần gũi với gọi là cái kiểu là nó không có khác món mặn lắm, tại đúng vì rồi, nó gần gũi ha cô ha. Nên là ai ăn cũng được đó, có nghĩa là cái gia vị cô nêm nếm nó cũng gần gần giống với món mặn. Đấy, để mọi người dễ ăn, cho dễ nên tiếp là cận món chay. Ăn đừng có lo lắng điều gì hết trơn á. Ăn ngon lắm. Thấy cô làm mà mình có niềm vui này, bệnh tật nó cũng đúng nó rồi thuyên giảm và nó khỏi này, quá tuyệt vời quá ha. Không phải là mình khoe đâu, nhưng mà mình cảm thấy là nó hạnh phúc đối với mình quá nên là mình chia sẻ với mọi người thôi. Còn nói chung là cũng tùy theo là cơ địa của mọi người đúng rồi. Không phải là ai cũng được như vậy đâu. Tùy cơ địa nữa, cũng tùy cái cách mình ăn uống là mình thay đổi cái thói quen sinh hoạt nữa cô ha. Đúng rồi. Cho nên là cái tinh thần của mình nữa. Đúng rồi, tinh quan thần. Tinh thần cũng quan trọng lắm nha mọi người. Từ khi cô phục vụ món chay, cô nấu món chay bắt đầu tinh thần mình nó thay đổi, cái gọi là cái năng lượng mình nó khác. Đúng rồi. So với lần nấu món mặn đó. Năng lượng tốt thì nó kiểu là nó sẽ dần dần nó cải thiện cái sức khỏe của mình. Đây cái món này là món súp lơ. Đó, luộc. Nhà mình ăn xong làm y chang vậy đúng không? Làm y chang rồi. Thế đó. Cho khách ăn thôi. Nó cũng dễ lắm mà đâu có gì đâu khó. Có điều là mình hơi kỳ công tí thôi. Mình nấu ở đây thì nó đa dạng món hơn là ở nhà mình nấu. Ở nhà nhiều khi nấu một thay món là đủ rồi. Cho nên là mọi người hơi đau nấu chi cho mệt lại đây ăn cho khỏe. Mà cô nấu cô cũng nguyên vật liệu là cô cũng lấy gọi là nguyên vật liệu sạch, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hết. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ đâu phải là mình nấu mà mình cũng không phải vì lợi nhuận nữa. Đúng rồi, không có tính lợi nhuận đó. Nếu mà tính lợi nhuận là chắc nghỉ lâu lắm rồi đó. Nên vậy thì mới được giữ được cái chất lượng món ăn. Đúng rồi. Hai là cái về cái những cái món là luôn luôn nó có đều hết. Không có tính lợi nhuận đâu nha mọi người, trời ơi. Nói mọi người không tin chứ thật sự mọi người cứ đi chợ rồi mọi người mua về làm. Tính ra ví dụ như 50 món mà 50 ngàn thì ngàn có ngàn món cho mấy đúng không? Mà... ở đây cô chia sẻ là 1.000 một món, là 50 món là 50 ngàn. Buffet của cô là 50 ngàn một phần các bạn. Nhưng mà cô nấu 50-60 món. Ăn không hết. Hết 50 món thì có thể mình ăn no luôn. Mình ăn không hết thì trừ phần cho người khác ăn. Chia sẻ. Nói chung là cô chú là bán mang về là cũng 50 ngàn một phần ha. Đúng rồi. Yeah. Mình chia sẻ thôi. 50.000 là 50 món là cô bảo là 1.000 một món. Vậy đâu có lợi nhuận gì. 1.000 ra mua hành ta còn bán nữa đó. Đúng nó rồi. Thật luôn á. Hy vọng là cô chú có thật nhiều sức khỏe này để
duy trì được cái quán của mình được lâu và nó xuyên suốt để mọi người được thưởng thức món chay nhiều hơn. Nhưng mà từ hồi lên mạng thì thấy cũng có nhiều người đến ủng hộ mình lắm. Yeah. Nhiều người ở xa lên đến ủng hộ, trời ơi mình cảm động dễ sợ luôn á, thích lắm. Tại vì trong quán trong đây là cái cũng cái hẻm á nên mọi người cũng không có biết đó cô. Đúng rồi. Nên là nhiều khi là muốn đi tìm ăn chay ngon ở Sài Gòn trung tâm mà cũng không biết chỗ nào. Nên là cũng phải chia sẻ để mọi người biết địa điểm rồi, rồi cái cách đi đường đi như nào để mọi người biết mọi người đi. Nó hơi khuất. Hơi khuất một xíu. Đấy nãy giờ là cậu nấu giờ bắt đầu ra là bắt đầu đưa lên khay để đưa lên lên cái tủ này các bạn. Đó. Thơm lắm. Chay. Ở đây có các cô đang đang làm phụ này. Đó. Như cô đây là cô đang làm món bánh hỏi cô ha. Món này là món bánh hỏi này. Đó. Chị đang làm món bánh hỏi này các bạn. Đó. Có các bà ngoại phụ cô nữa. Đó. Phụ làm rau, làm đồ. Mỗi người mỗi việc. Không gian bếp của cô các bạn. Tuy là cô nấu 5-60 món nhưng mà Kim thấy là cái rất là sạch sẽ luôn á. Nhà bếp rất là sạch sẽ. Tại vì nó nấu nhiều món quá nên là nó đồ nó cũng nhiều. Đó, nó hơi bề bộn. Hơi bề bộn xíu nhưng mà mình thấy là cái sạch sẽ chứ không có gì hết. Đó. Cô nấu một lần là 4 nồi, 4 bếp luôn các bạn. Bảo đảm an toàn. Bảo đảm an toàn. Thật sự mình cũng ăn, mọi người cũng ăn mà. Dạ. Đấy, cô chia sẻ từ khi mà cô nấu món chay, bán món chay rồi, cái bệnh của cô nó khỏi hẳn là con rất là mừng luôn á. Nên là con phải ăn chay nhiều hơn nữa. Thiệt luôn á. Dạ. Không có xạo đâu, mình bán chay thì không có xạo đâu. Dạ. Nhưng mà cũng tùy theo là cơ địa. Tùy theo cơ địa mỗi người. Mọi người. Con biết mà. Con cũng từ khi con đi khám tổng quát đó cô. Tại vì mình vui quá nên là mình nói cho mọi người. Dạ. Từ khi con đi khám tổng quát đó con cũng gọi là cái bệnh mà gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ này. Rồi nói chung là một số cái bệnh về tiêu hóa. Hay bị. Dạ. Mọi người hay bị vấn đề đó. Dạ. Vấn đề đó đúng không? Dạ. Nên là con cũng giờ dạo ở đây con cũng hay chuyển qua con đi ăn món chay nhiều hơn. Đó. Thích review món chay nhiều hơn đó. Mình cứ gieo duyên đi. Dạ. Mọi người ăn đẹp lúc nào thì ăn. Dạ. Đó. Con hôm nay được cả vô xem các cái cô chế biến, con thấy là như cái bếp của mẹ con ở nhà á. Đúng rồi, như đâu cái nhà có mình. Không? Cô nấu cũng rất là đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Những món ăn là rất là con nấu theo cái cách rất là đơn giản, những món ăn nhà làm này, các kiểu vậy các bạn. Dạ. Không ăn được tại vì có nghĩa là gia vị cô bỏ là vẫn có hành tỏi đúng không? Đúng rồi. Con nấu chay nhưng mà nó chung cô bỏ hành tỏi. Mấy nhiều nấu chủ yếu là cho mọi người ăn có sức khỏe thôi. Dạ. Đó. Cái này cũng cho nên chung. Là nhiều khi mọi người cũng thông cảm. Dạ. Chứ thật ra là đúng thì là không có được bỏ tránh những cái ngũ hành tăng á. Cái này á là con nghe chú mà chia sẻ là giống kiểu là cô đang nấu theo hương vị để mọi người dễ tiếp cận và dễ ăn dễ tiếp cận với món chay nhất để cho mọi người quen học dần dần cái cách ăn chay ăn mà nó giảm cái thịt cá đi giảm cái động vật đi thôi. Cô vẫn bỏ những cái gia vị bình thường. Đúng rồi. Để nấu cái món kiểu cà ri hành tỏi rồi này kia thôi. Này là món cà ri không? Cà ri. Đây hôm nay thì mình vô đây cũng khách cũng thích ăn cà ri rồi miến xào rồi mấy cái món. Hôm nay vô xem cô chế biến một số món các bạn, chứ là cô nấu 60 mấy món mà nếu mà quay hết 60 món là nó không biết là đến chắc là phải đi từ sáng sớm. Đây là cũng xin cô quay một số món để quý vị các bạn tham khảo thôi. Đó. Tham khảo cái cách cô làm thôi. Đúng rồi. Nhưng mà 60 mấy món là phải đi sớm với lại là cũng cực cho cô cái khâu chuẩn bị. Đúng rồi. Đó. Nên là các bạn xem nói chung là mấy món này cũng dễ làm thôi ha. Đúng rồi. Dễ làm, chỉ có hơi công tí thôi. Công tí thôi. Đúng rồi. Chứ cũng đơn giản lắm. Dạ. Mọi ngày mọi người mà ai thích muốn mình chỉ món gì mình lại đây chỉ cho. Dạ. Chỉ miễn phí luôn. Chủ yếu là quan trọng mọi người chịu ăn là được rồi. Dạ.
Có nghĩa là quý vị nào mà muốn gọi là học nấu món chay để nấu ở nhà là đến đây là cô đây, cô chia sẻ cho các bạn nhé, chia sẻ miễn phí luôn. Đó. Không có giấu nghề. Ở ngày xưa là cô học món chay này ở đâu cô? Không có học. Tự luôn á. Tự mình chế biến, tự mình làm luôn. Tự nhiên cái mình phát duyên rồi mình nấu, tự mình nghĩ ra luôn á. Chứ thật ra là mình không có chuyên nghiệp nha mọi người. Không có chuyên nghiệp. Không có chuyên nghiệp. Dạ. Nên là cái này là cô tự nói chung là cô tự nghĩ ra, nghĩ, nấu thôi. Tự sáng tạo ra cô nấu thôi. Miễn là mình có tâm niệm là không có thịt không cá là được rồi. Dạ, nói là mình giảm cái kia đi. Đấy. Cho nên là mình không có bài bản gì trơn nha. Dạ. Nấu theo cái kinh nghiệm của mình thôi. Đó. Nhưng mà quan trọng là quý vị ăn, quý vị cảm nhận cái món ăn nó ngon, nó dễ, mình dễ tiếp cận. Đấy, đó là điều quan trọng các bạn. Đây là món lagu của mình. Lagu bọ. Nó kiểu lagu rau củ quả. Bây giờ là cô đảo liên tục luôn. Thế là cô cứ nấu, bây giờ đến giờ phục vụ khách rồi cô cũng vẫn cứ chế biến nấu tới 1 giờ luôn á. Nấu tới 1 giờ luôn. Đúng rồi. Nấu suốt. Cứ hết món là xuống, hết món là xuống. Món là xuống, hết món là xuống. Khi nào cũng có món. Đúng rồi. Đây là đây quay chỗ trước đi. Đây quý vị các bạn, này mình đang đứng gần chú Trọng nhé. Sáng giờ thì cô chuẩn bị món, chú ở dưới đây là chú gọi là bê xuống rồi để sắp lên khay chú ha. Làm nhiệm vụ là trang trí. Chú khỏe không chú? Khỏe. Thì lúc nãy thấy con lên trên bếp á, nghe cô chia sẻ về cái cách chế biến món ăn, con bảo là như cái bếp ở nhà thôi, như mẹ mình nấu ở nhà thôi. Đúng rồi. Nấu rất là những cái món ăn rất là gần gũi luôn á. Cái cách chế biến nó cũng đơn giản á, ai cũng ăn được chú ha. Đó, hôm nay đặc biệt là ngày chay thì mấy giờ là đông nhất chú? Mấy giờ là khách đến đông? 11 giờ. 11 giờ là đông nhất. Đó. Cái phương châm của quán chú nấu là nấu như giống như cho cha mẹ mình ăn. Đó, phương châm của chú giống như là ở nhà. Thành ra là mình nấu như thế nào là cha mẹ mình ăn như thế đó. Thì con khách nghe cũng như là cha mẹ, phải không? Rất quý khách, nấu làm sao cho nó ngon, khách ăn ngon thì cảm thấy mình vui là được. Phục vụ nó tốt. Con nghe cái tin vui cô chia sẻ là từ khi cô chế biến món ăn đến khoảng 1 năm rồi thì cái gọi là gan nhiễm mỡ này, máu nhiễm mỡ này, rồi tiểu đường của cô là nó tự nhiên nó đúng rồi, khỏi luôn cô chú ạ. Cái là mình không biết là cái tâm linh như thế nào, nhưng mà vừa rồi là bà xã chú đi khám tổng quát á, thì bác sĩ khen coi như là không còn một con virus gì ở trong người hết. Trời ơi. Tức là vừa tiểu đường và vừa viêm gan đó, coi như là xét nghiệm tổng quát không còn gì hết. Bác sĩ khen quá trời luôn. Trời. Thì bác sĩ hỏi là như thế nào, mình nói là chắc là ăn đồ chay. Chắc ăn đồ chay, tại là bác sĩ nói là không còn một con virus gì trong người hết. Coi như sức khỏe của cô rất là tốt. Dạ. Đó tuyệt vời chứ ha. Tuyệt vời. Cái đó là cái gọi là cái không có tiền nào mà mua được cái đó các bạn. Đúng. Đó, dù có tiền tỷ thì cũng mua không được những cái gọi là những cái sức khỏe của mình đâu. Đó. Tiểu đường là coi như là về cái mức bình thường luôn. Còn viêm gan là coi như không còn virus cái viêm gan ở trong người. Dạ. Thành ra là chú cũng mừng lắm. Bây giờ là làm sao mình có điều kiện mình duy trì quán này, mình bán, mình phục vụ cho tốt, mình lấy cái tâm. Bởi vì mình có cái tâm thì coi như là mình được hướng cái thiện. Hướng cái thiện đó thì coi như là cô cũng được hưởng cái thiện đó. Thành ra cái sức khỏe của cô đó, từ một người coi như là bị Covid đó, tưởng giống như là mình không qua khỏi. Nhưng mà nhờ mình có cái tâm.
Ráng cố gắng chú ăn chay để giảm bớt cái cân nặng của chú để cho sức khỏe của chú nó cũng tốt. Con chúc cô chú là nhiều sức khỏe ha, duy trì được quán làm sao để mọi người càng nhiều người ăn chay được càng tốt đúng không? Chú cũng chúc hai đứa là sức khỏe tốt để đi quay nhiều cái quán nữa, nhiều cái quán chay nữa để cho người ta biết nhiều cái quán để mà người ta hướng tới ăn chay cho cái sức khỏe nó tốt. Con cảm ơn chú nhiều. chú rất là dễ thương các bạn ạ. Mình đến đi quay mà nói chung cô chú rất là tuyệt vời luôn ạ. Cô chú gọi là rất là dễ thương luôn. Rất là cảm ơn cô chú nhiều. Bây giờ là món cũng lên gần hết rồi chú ha. Bây giờ khách đến rồi các bạn này. Khách đến ăn rồi này. Đây, và bắt đầu là khách tới là các bạn ha. Bây giờ thì Kiên và quý vị, Kiên và chú sẽ mời tất cả quý khán giả cùng thưởng thức món chay nha. Tuy là món chưa có lên hết nhưng mà đây là cô chú ai đến được cứ phục vụ, ai đến là cứ tự lấy mình ăn ha. Hôm nay thì mình sẽ nhường cho bà xã mình ăn trước. Đây các này là ở đây là món đang chuẩn bị lên đây. Đây các món ăn rất là ngon. Đấy. Đây là YouTube Ti Kiên nè, một YouTube nổi tiếng nhất của thành phố. chú yêu quý mình quá, chú cho mình lên mây luôn. Dạ, em quay đồ ăn thôi ạ. Đây các cô ở gần đây không? À bên này à, đi làm bên đây luôn hả? À bên này sang đây buổi trưa qua bên này thưởng thức món chay luôn các bạn. Em để quay cái bên dưới thôi. Đồ ăn thôi. Đây, đây là món ăn chưa ra hết nha các bạn, những 60 món cơ. Cô cứ nấu và lên từ từ ấy. Đấy, ai đến trước thì có món gì ăn món đó ha. Đây giờ chúng ta sẽ nhờ chị tên gì nhỉ? Chị tên Thủy. Chị Thủy, nhờ chị Thủy chia sẻ các cái món ở đây ha, tại nhiều món các em không biết tên. Đó, là chị chia sẻ một vòng cho quý vị khán giả biết ha. Đó, là chị thì lấy cái gắp này là chị chỉ vào luôn. Bánh mì nè. Bánh mì. Chè cà ri chay nè. Bánh mì ăn với cà ri. Cái này là xô xào nè. Dạ. Này là khổ qua kho nè. Dạ. Cà tím kho nè, xào thập cẩm nè. Cái đậu que xào thập cẩm. Đúng rồi. Măng xào nè. Măng xào đó, chị nói từ từ để mà. Măng kho. Măng kho. Mít. Cái này là mít mít kho luôn hả? Mít non kho. Mít non kho luôn. Lagu. Lagu. Đậu kho thập cẩm. Ở trên này. Giò thủ. Cái này là chả chay nè ha. Này là giò thủ. Chả chay, giò thủ. Này là đậu hũ luộc. Dạ. Nem. Nem. Nem chay. Nem chua. Này là bì. 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 Này là nấm xào. Dạ. Hoàng thánh chiên. Hoàng thánh chiên. Hoa chuối chiên. Hoa chuối chiên. Tàu hủ ki. Trên này. Tàu hủ ki. Đây, đó, bên này là tàu hủ ki này. Cao quá hả? Cameraman luôn quá hả? Này hoa chuối. Hoa chuối. Này là khoai lang với lại sake. Dạ. Đó. Này nấm bào ngư. Dạ. Chiên. Đùi gà chiên. Nấm đùi gà. Rồi đậu hũ dồn thịt chiên. Dạ. Này heo quay. Heo quay. Này giò viên. Giò viên. Dạ. Ở bên này. Đây bên này. Cơm chiên. Đây lại đây. Cơm chiên chiên châu. Đây là cơm chiên chiên châu. Miếng xào. Dạ. Nè đậu chua nè. Thì giống kim chi vậy á. Dạ. Này là bánh ướt cuốn rau củ nha. Bánh ướt cuốn rau củ. Này bánh hỏi. Này bánh cuốn. Dạ. Này bánh cống. Bánh cống. Bánh này là mắm nêm. Mắm ruốc chay. Mắm ruốc chay. Mắm ruốc chay. Cà pháo. Cà pháo. Này mắm nước mắm ăn. Nước mắm ăn với lại
Đây là mấy cái bánh hỏi. Đây là rau luộc. Rau củ luộc. Rồi, bên kia. Bên kia còn món này là xét nè. Cái này là gỏi nè, gỏi nó sen. Rồi em cảm ơn chị Thủy nhiều. Bây giờ mình sẽ đi lấy món ha. Đó. Bây giờ mới ra cũng gần đầy đủ món. Ba với mẹ khác nhau một lần vượt ăn. Su súp lơ. Đó. Cà rốt. Rồi cứ mỗi thứ lên một ít á. Đây là miến xào chay. Món này giống nhau này. Ừ, món này giống nhau. Rồi sang bên đây đi. Ở đây mình ăn hết rồi mình lại lấy tiếp nha các bạn. Đó, bên này là món chả. Chả chay này. Đó. Giò thủ này. Giò thủ các bạn thấy không, cô chú làm y chang giò thủ thịt luôn, nhìn không biết chay hay thật luôn đó ha. Nó cũng đông y chang thịt luôn đó. Rồi nem tôi lại lấy giống nhau Đó, để cho mấy chị lấy đi, mấy chị cứ lấy tự nhiên. Có bì bác thử lấy bì ăn thử lấy bì đây, bì đây. Măng chua đấy. Măng chua hả? À đây măng chua làm miếng. Có mít này, mít kho này. Hay quá hả? Rồi, để cho mấy anh chị vô lấy. Rồi, lấy thêm gì nữa? Thôi được rồi, các bạn đi ra xuống lấy tiếp. Lấy chấm đi. Sang đây lấy thêm bánh hỏi nha. Bánh cuốn, bánh cuốn rau củ quả này. Bánh ướt cuốn rau củ quả. Bánh hỏi này. Rồi, đây nước chấm. Có cà pháo nữa này, em ăn cà pháo không? Mẹ lấy thôi. Lấy rồi hả? Nãy lúc ba vào, chú bảo chứ Kiên thích món cà pháo này lắm. Đúng rồi, mình rất là thích cà pháo các bạn. Mẹ lấy rồi đúng không? Mẹ lấy rồi. Đó, ăn chung. Rồi, lấy thêm mấy rau nữa. Đây. Rồi mời các bạn lên trên lầu nhé. Bây giờ khách cũng rất là đông rồi. Tự nhiên nha. Đây. Hai dĩa mỗi người một dĩa. Bàn thế này là nhường cho các cô chú lớn tuổi nha, mình đi lên trên lầu rồi các bạn. Đấy. Ở trên lầu 3 này còn nhiều chỗ này. Có 2 người tụi mình ha. Tại vì giờ mới 11 giờ nên là lát nữa mới đông. Bây giờ là cũng là bắt đầu đông đông rồi. Rồi quý vị ơi. Hai vợ chồng Kiên mời tất cả quý vị các bạn thưởng thức món chay nhé của nhà cô chú nhé. Nói chung là nhìn cái đĩa cơm như kiểu ở nhà mình làm thôi. Rất là đơn giản thôi. Ở đây có quạt. Không gian ngồi rất là thoải mái, thoáng mát ha. Bên này có nước chấm luôn này, có để đây sẵn này. Cơm chay chú Tạ Cô Loan. Cơm chay này là lấy tên rất là đơn giản là của cô chú luôn. Cơm chay chú Trọng Cô Loan luôn. Rồi, giờ Kiên mời quý vị cùng thưởng thức ha. Đây các bạn là cô chú để canh sẵn này trên đây cho mình múc này. Đó. Đấy. Đây có nồi canh hấp dẫn ha. Canh chua đấy. Canh chua. Đĩa của em đâu? Hả? Đĩa của em bên này. Của anh này nhiều rau củ. Nhìn cái đĩa nào mà nhiều màu vàng á là của anh. Đĩa nào mà nhiều xanh xanh là của anh. Ừ. Đĩa nào mà nhìn nhiều đạm, nhiều cholesterol là của Nga nha. Đĩa nhiều rau củ quả. Xin mời cả nhà ăn cùng mình. Nha nha nha. Rồi hai vợ chồng Kiên mời tất cả quý vị nha. Đó, xin mời cả nhà ăn cùng nhá. Mày ăn một miếng đầu mà thấy cảm thấy là đúng là hương vị mình thích ạ. Ăn chay rất là tốt cho sức khỏe. Ở đây
Không, ít thấy quán chay mà làm nhiều đồ vậy đâu. 60 món. 60 món là rất nhiều nha. Cho nhiều quán buffet chay, nha chị thấy tầm khoảng 30 đến 40, 50 món rồi. Là hết. Đây là miến nhỉ? Ở đây có chả tắc, sữa đậu nành, mùi cam nữa. Ừ. Cái không gian đây bàn ghế sạch sẽ. Ừ, các bạn biết không? Cái miến này á, nó vẫn hơi nhạt. Cho nên mình ăn thì giống như miến giảm miến trộn á. Đó. Nhưng mà có nước mắm thì có thể là cho thêm nước mắm. Ừ. Nó thử ăn với cái này không? Giống cái mắm gì hôm qua mình ăn đó mà. Mắm chay á, là mắm nước chay mà. Ừ. Ăn dạng cái gọi là mắm chay á. Quý vị nào mà thích ăn nhạt á thì ăn vậy là vừa. Còn nếu mà mình thích ăn ấy thì mình có thể ăn với mắm ruốc. Theo khẩu vị của Nga thì ăn mắm ruốc. Hả? Ngon ạ, mắm ruốc cực kỳ ngon. Thơm lắm. Rồi, thế bài tán mình ăn rồi mình thử các món gì đây? Món gì đây cả nhỉ? Nó là món kiểu là hoa chuối chiên. Hoa chuối chiên giòn. Lạ ha. Giòn rộn ha. Ăn rất là hay nè. À, ngon ngon giòn giòn thơm thơm. Ở đây cô làm món chay là theo cái cách gọi là cô tự chế biến luôn á, không có học ở đâu hết á. Nấu theo cái hương vị mà mình dễ ăn nhất. Thực ra ngoài công thức nhà hàng á là phải đúng công thức, hoặc là những cái quán mà kiểu có chuỗi á thì phải đúng công thức. Còn những cái quán bình thường á thì mình có thể nấu theo cái hương vị mình ăn sao mình nấu vậy, cảm thấy như thế nào phù hợp. Vì nhà ăn sao mà nấu vậy. Đây chỉ là rau luộc này, rồi miến thôi. Nhưng mà màu sắc của chú nấu lên đẹp mắt nhỉ. Nói là nó ngon. Nêm nếm vừa miệng nhỉ. Cho cái món mà miến ấy ở Nga nó thì nó hơi nhạt tí rồi. Nên anh nhà được đúng không? Hả? Ừ. Chứ rau xào ngon á. Chứ rau xào thật cẩm thôi. Cái cách cô chú nêm nếm ạ. Mời cả nhà ăn đùi gà nhá. Đây mời quý vị luôn nhá. Đây là bài tăng ăn mình thèm quá. Quá được là mời quý vị nhá. Ừ, rồi dùng không? Đùi gà. Trong mềm, ngoài giòn. Đúng đùi gà. Nhưng cái này hơi béo tí nhá. Ai mà đang giảm cân thì cái này hơi béo. Nó đang giảm cân mà ngon quá. Đó. Hay nữa nè. Ăn dán cái giòn thủ á. Hả? Này cô bảo là cái khổ qua này nấu lâu lắm, ăn thử nhá. Kết hợp một miếng cơm với này ngon. Không. Nó ngấm gia vị vào bên trong nên nó hơi mặn hơn so với cái khác, mà có cái này ăn hơn với kết hợp với cơm. Em không lấy cơm à? À quên nhỉ. Lấy cơm để ăn nhá. Anh này lấy bánh hỏi rồi. À. Đây, ăn mấy cơm hay là bánh hỏi đúng. Đây mời anh ăn nha. Nhìn thấy giò thụ là thấy tét đúng hả nhỉ? Đấy, ra giòn sượt sượt luôn. Lát nữa có cái món bánh tét á, bánh tét chay á, anh Thu nhớ lấy nhé. Tét chay. Thôi nó mẹ sẽ lấy. Bánh chay ngon lắm. Bánh chưa? Chưa ăn thì thấy ngon. Ừ. Đấy được cái đồ ăn đa dạng, cho nên là mình thích món nào mình cứ lấy nhỉ. Mà nói là ai mà thích ăn kiểu thanh đạm cũng có, mà ai thích ăn kiểu mà nó cô chia sẻ là 60 món chay. Ừ. Cho là 50 món đi. Mỗi món mình đã bỏ ra có 1.000. Không. Ý là thì 50.000. Ý là thì đúng, có nghĩa là mình thích ăn gì thì mình cứ lấy. Đúng rồi. Kiểu mỗi người á, người ăn ít người ăn nhiều, cho nên là sẽ bình quân thì nó sẽ đều nhau thôi. Chứ không ai ăn hết được 50 60 món đâu. Mỗi món này ít rồi. Tại vì thực ra nãy giờ hai vợ chồng mình tính ăn mới mười mấy món thôi. Mới hướng một ít. Nhưng mà nhìn chơi giờ đầy dĩa. Không thể ai mà ăn hết 60 món là hết.
nhiều món mà món nào ngon. Cái nem chay này rất là lạ. Cái vị nó hơi lạ lạ đó bạn ạ. Ăn nó chua chua ngọt. Không biết làm từ cái gì mà ăn thấy á. Ừ, có cà pháo rồi nói. Mấy con mít mít kho này. Cái này chấm mắm lên được, đánh bánh hỏi. Mọi người biết quá. Còn ngon lắm ạ. Cà chua không? Chua. Rồi, mọi người quay nhá. Có nước ha, có nước xào luôn. Và lấy thêm món gì đây? À, có miến nè. Miến, miến là ngon nhỉ? Có măng xào nè. Miến đúng là rất là ngon, nó dai. Ngon. Ngon. Rồi cái này là ngó sen đúng không? Ngó sen. Đúng rồi, bánh tét với lại là... Nấm đùi gà. Ừ, đúng rồi, nấm đùi gà. Đùi gà giòn. Cái này ngăn lấy trong xã thôi, tại nãy ngăn. Đây, một đĩa trái cây nữa, ở đây có trái cây tráng miệng các bạn. Đây, cho qua đấy. Ngon á, giòn. Mà tại ngăn no rồi cho nên ngăn. Cách bên dưới đông ha, dưới đông ha. Gần kín đầu 2. Gần kín đầu 2 rồi đúng không? Nhắc là kín đầu 3 các bạn. Bây giờ này là cái giờ món ăn đã lên đầy đủ hết rồi các bạn. Đó. Ở đây cũng thấy cả có cả khách nước ngoài nữa nhé. Đây buổi trưa là cái lầu 2 trên này đông nghẹt khách nha các bạn ạ. Đa số là các anh chị ra văn phòng á. Thank you.